Chương trình radio Gửi người tôi thương. Dì ghẻ thì sao? Cha dượng thì sao? Một dì ghẻ vuốt ve tà áo của con chồng tốt hơn nhiều một người mẹ bỏ con đi biển biệt. Một cha dượng mỉm cười đón con riêng của vợ khi tan trường tốt hơn vạn lần người cha chỉ biết gửi tiền nghĩa vụ mỗi tháng thậm chí quên luôn. Một dì ghẻ dạy con chồng biết yêu thương tốt hơn một người mẹ dạy con thù hận. Một cha dượng biết dìu dắt con riêng của vợ tốt hơn một người cha rằng lấy con rồi quăng bỏ một bên bê tha. Bất cứ ai không yêu trẻ con cũng đều trở nên độc ác. Người lớn phải học nhiều điều, nhưng khó nhất là học chấp nhận. Tình cảm cũng như bao lễ khác trong cuộc đời này, tan hợp, vô thường. Nếu phải xa nhau, xin đừng thù hận. Hãy cố nhìn về ký ức ban sơ mà dần lòng tha thứ. Không tha thứ cũng đừng dồn nó vào những đứa trẻ. Vợ chồng chia tay rồi thì người dưng khác họ, nhưng con cái là cốt nhục tình thâm, sao có thể đành đoạn ngó lơ giọt máu của mình giữa trần gian vời vợi như vậy? Sao có thể ích kỷ mà cấm cản đối phương mà tước mất của con mình một nửa tình cảm đã gieo nên hình hài của nó vậy? Nếu phải chia xa, đừng đi xa con quá tầm tay với của mình. Nếu là những mảnh đời ghép lại, hãy cố yêu thương nỗi từng trải của nhau. Để một đứa trẻ lớn lên bằng sự cô lập và hận thù thì ai cũng là ghẻ cả. Hãy học cách chia tay một cách văn minh và hiểu rằng quyền có cha, có mẹ, quyền gần con được pháp luật bảo hộ. Hãy yêu cầu ghi nó vào bản án và chỉ rõ cơ quan can thiệp khi bị ngăn cản. Luật pháp nếu không làm được việc này thì cũng ác với trẻ con hơn là dì ghẻ cha dượng rồi. Nếu người lớn văn minh hơn và pháp luật gần gũi hơn sẽ bớt đi những bi kịch đau thương và những đứa trẻ sẽ được sống an lành. Trẻ con vô tội, ngay cả khi sẽ đôi bầu trời đi nữa, hãy để dành cho chúng những áng mây xanh. Tác giả Nguyễn Tiến Tường. Hạt châu tỉnh thủy có tác dụng làm trong sạch nước. Cho hạt châu tỉnh thủy vào cốc nước đục, nước liền lắng trong. Tình thương cũng giống như hạt châu tỉnh thủy. Khi trong tâm có sự hiện hữu của tình thương, những vần đục trong tâm sẽ lắng xuống, những oán hận phiền muộn sẽ tiêu tan. Đặt hai cốc nước đục gần nhau trong cùng một lúc, hạt châu tỉnh thủy chỉ có thể lắng trong cốc nước đục mà nó được thả vào, không thể làm sạch được cốc nước đục ở ngay bên cạnh. Nhưng với tình thương thì lại khác. Tình thương trong lòng người này không chỉ làm sạch những oán hận trong lòng của chính họ, mà còn có thể làm phai đi những phiền muộn trong lòng của một người hữu duyên ở một nơi nào đó rất xa, một người chưa từng gặp mặt, một người chưa từng biết tên. Có kẻ trong một ngày nghe lòng mình như con nước đục, chọn một quyển sách cũ, đọc vài trang sách xưa, rồi thấy lòng bình yên bởi tâm của người xưa đầy tình thương, nên những con chữ tĩnh lặng như dòng sông sâu. Tình thương là của người xưa đã mất, tình xưa vẫn còn, đủ để lắng trong một dòng nước đục cách ngày xưa hơn cả trăm năm sau. Không có trái tim nào có thể đập được khi nằm bên ngoài lồng ngực. Không có bình yên nào có thể tồn tại khi tách rời khỏi tình thương. Phải chuẩn bị điều gì để ngày mai đối diện với những đục trong của lòng người ngoài kia?
Người hỏi như vậy trước khi rời núi, quay trở về với biển người. Cách tốt nhất để đối diện với những đục trong từ cuộc sống là chuẩn bị thật nhiều tình thương trong lòng mình, đem thật nhiều tình thương nén lại, biến trái tim thành một hạt châu tịnh thủy. Khi trong lòng đã có một hạt châu tịnh thủy, thì dòng nước đục nào mà trong cuộc sống không thể lắng trong lại. Tình thương chính là những gì còn lại sau khi chúng ta quên hết những lỗi lầm của người. Mong người luôn được bình an. Tác giả Vô Thường. Núi, 16 tháng 2, 2023. Hãy trở thành người ấm áp. Người ấm áp có trái tim nhân hậu, có sức mạnh sưởi ấm người khác. Hai chữ ấm áp đọc lên liền làm cho người ta cảm thấy thật là ấm áp, giống như ánh mặt trời giữa mùa đông, không quá nóng, nhiệt độ vừa phải. Người ấm áp tâm luôn mang thiện ý, họ chân thành mà chân thành sống có tình người, có một trái tim đơn giản, bình yên từ trong nội tâm tỏa ra hơi ấm, khiến cho người ta cảm giác an tâm. Đồng hành với người ấm áp, phong cách đơn điệu cũng sẽ tràn ngập ý thơ. Những ngày bình thường cũng có thể tràn đầy sự ấm áp. Ấm áp giữa người với người truyền lại cho nhau, khiến cho nội tâm của chúng ta, vô luận ở mùa nào, đều có thể nở hoa. Tâm luôn tràn đầy hy vọng, luôn hướng về phía mặt trời. Lúc mệt mỏi, hãy dành cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn, tự ôm lấy mình khi buồn. Khi sẵn sàng ôm lấy chính mình, bạn mới có thêm sức mạnh để sưởi ấm cho người khác. Cuộc sống không thể lúc nào cũng như hoa nở và trăng tròn. Mọi việc làm hết sức, không để lại quá nhiều tiếc nuối cho mình là tốt rồi. Dù chúng ta có trải qua điều gì đi chăng nữa, hy vọng chúng ta vẫn còn những tia nắng ấm áp trong tim và những tia sáng lấp lánh trong ánh mắt. Tươi sáng nhưng không chói lòa, ôn nhu mà lại cứng cỏi. Sắp xếp dự định của bản thân cho hợp lý, lòng mang hy vọng, khi đó người ta mới có thể luôn hướng về phía mặt trời. Dịu dàng cùng năm tháng, ấm áp với thế giới. Mối quan hệ giữa người với người, giữa người với vạn vật đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu bạn ấm áp thì thế giới sẽ ấm áp. Nếu bạn lạnh lùng thì thế giới cũng sẽ lạnh lẽo. Khi trái tim bạn tràn ngập hy vọng và sự ấm áp, bạn sẽ có sức mạnh để truyền hơi ấm cho người khác. Khi đó, bạn mới có thể nhận được hồi báo dịu dàng của thế giới này. Trong cuộc sống sẽ luôn có những thử thách làm cho ta bối rối bất ngờ, nhưng cũng sẽ có những ấm áp và điều tốt đẹp không hẹn mà gặp. Hãy tin rằng một nền cuộc sống luôn tươi sáng. Chúng ta hãy cố gắng sống như tia sáng, soi sáng bản thân và những người khác, đối xử nhẹ nhàng với năm tháng, ấm áp với thế giới. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.